đầu ngõ dâng dâng niềm tương nhớ giáng sinh sinh một người được năm ngày phép mất hai hôm làm quen em mới cho mình biết tên cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biên chỉ gọt liễu mong manh làm sao bước sông hành anh chị em ngại gió lay nụ tầm xuân vừa hè chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím biên anh đang trộm nhìn vào mộng chưa tỏ lối đến mơ đang chờ nơi chưa thấy ai vừa ý vui đời càng thương thương đôi môi đầy nhựa sông thương tia mắt rào rạt sông tuổi ngọc xuân son nét ngả khuôn trăng tròn tình em cao vút trường sơn gặp anh em ước mong gì hơn cho nỡ tiếng ru trẻ thơ nẻo đời muôn vàn lối yêu nhau vì lời nói bên nhau qua nụ cười dặn dò thêm lần cuối sách đen cho bầy em lưu bút ghi vài đứa cài hoa trắng sang cầu ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban đầu lòng van nhớ mãi
những lần chờ anh chế hẹn thường bắt đền dẫn anh chưa nhập còn sau anh phải chờ đợi em thật sớm từ sáng thứ sáu đã mong chờ rồi đến thứ bảy thấy lo sợ chẳng biết đến lúc sang chủ nhật anh có chờ sống thực tế ảo. Phúc rất là thích bộ phim này và Phúc cho nó 8 điểm trên 10, thậm chí có thể cho 8 điểm rưỡi nữa, tại vì vấn đề là nó quá hay và phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi. Nói chung là nghe Phúc đấy, bèn tụt xuống đất rồi chạy vào nhà phan lại, nước mắt giàn giụa: thưa ông ơi, ông tha cho con. Việc gã bán là ở ông bà chủ của con và thầy khóa cả. Phần con là đầy tớ, có biết gì đâu. Xin ông xin phúc tha cho, đừng giết tên cặp.
ơi hỡi cả một đời. Phương án bảo tồn làng nghề, các yếu tố văn hóa và lịch sử của khu vực này. Toàn cảnh báo chí. Còn cái đó là thường xuyên trực tiếp của mình hàng ngày. Mà cũng biết những cái công tác mà làm hàng ngày đối với em mà hàng năm mà lên phải vài tỷ đồng chứ đâu có ít đâu. Để phục vụ ăn uống, bảo hiểm, làm cái gì làm. Một năm là cô phải dành ra hơn 300 triệu đó cô. Của nhà nước. Cho gia đình nó không có một cái gì đó nó quá hầm hố hay là nó quá gọi là một câu chuyện nó quá đột phá cả. Nó chỉ đơn giản là gia đình mình coi, mình cảm giác được gia đình, những câu chuyện về tình bạn. Nói chung là xem để mà cảm nhận thì đây là một cái bộ phim mà nó hội đủ cái thứ về tình cảm. Nhưng mà ai mà mong chờ một cái gì đó nó quá gọi là đột phá thì bộ phim này nó không có mang đến cái cảm giác như vậy. Và trên 2 điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này 6 điểm rưỡi trên 10.